8 động tác các chị nhé. Động tác thứ nhất ạ, chân trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. Động tác thứ 5 nha các chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Bây giờ em quay lưng lại cho các chị dễ tập nhé. Giờ chân trái trước, động tác thứ nhất ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Vậy là hết rồi đấy ạ. Các chị bấm đăng ký kênh, chia sẻ giúp em với nhé. Em cảm ơn các chị ạ.